đi, dẹp vô đi em. Mừng sinh nhật cái này. Đi rồi, em muốn sao? Rồi kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là một dịp tình cờ, đó là sinh nhật của anh Tân Tô. Anh Tân Tấn hả? Tấn hả? Anh Tấn To, anh Tô ơi. Anh Tấn hay là anh Tô à? Anh Tô em là chén anh Tô ơi. Chị mẹ Tuấn Anh. Hay, mời bên đây. Chị là cái thao chứ không phải cái chén. Vô lễ. Trời ơi, trai đẹp đó đứa ơi. Lên đi em ơi. Ơi. Mấy em ơi. Ủa tay cho chị. Ra tay mấy em. Ra tay cho mấy em ơi. Ra tay tặng vô. Cắt lạnh đâu, cắt lạnh đâu. Lấy cắt lạnh ra cho anh nè. Hey, hey, hey. Nhìn đứng bên cạnh chị Quyền, nhìn như hai mẹ con. Bây giờ chị mình, ơi. Hả? Thôi nến mình cầu nguyện đi anh. Anh hả? Anh nếp một bên. Ước đi anh. Anh nghe lời cô cầu nguyện đi anh. Ủa sao? Hey, chị biết anh ước gì không? Biết bây giờ mới biết nè. Ước sao? Anh ước là kiếp sau làm KBD tiếp. Ủa mẹ? Làm sao? Ủa chứ người ta này cũng phải KBD. À ta men ly đúng không? Nước sao biết không? Chị có làm KBD á. Tăng gái. Mấy bà đã nói gì rồi? Biết đây là ai không? Vợ Tấn Đạt. Ngày mai có gì sẽ biết. Chúc mừng em nha. À là ngày mai xong ga đó hả? Mai xong ga với Tấn Đạt hả? Vợ Tấn Đạt. Ok rồi chị hiểu rồi. Em không cần nói. Em không cần nói được nha. Em không còn nói, quý chị mình nói xem nha, ngày mai sẽ phục vụ quý chị mình với chủ đề là song ca cùng khán giả với tiếng hát Tân Tô và xã yêu vốn của Tấn Đạt. Chúc mừng em, xin được happy birthday em nha. Rồi nè, ngày mai cần đến tôi đó nè. Nè, có tôi trong đó nữa nè. Rồi, tôi quậy nè. Quý chị thấy chưa, đây là một cái bật mí đầu tiên với 8-7 mảnh ghép ngày mai. Mảnh ghép đầu tiên được xuất hiện rồi quý chị. Quý chị thấy bất ngờ chứ bà già. Mà chị nói cái gì vậy? Chị nói cái gì vậy? Bây giờ chúc mừng sinh nhật em đi chị Quyền. Không, chị chúc mừng nãy giờ rồi mà. Làm thơ đi. Hôm nay sinh nhật Tân Tô. Wow. Chúc em Tân Tô. Tân Tô chúc em được được nhiều cái đúc giường. Không có bằng. Không có bằng. Vậy gì? Gái không chơi chúc rồi. Chúc đi bằng trà. Chị sang chúc nè. Chúc đi chị ăn. Thôi nói chung là chị... không. Không, bây giờ là mình sao, lấy trường. Mình phải nhờ năm Việt Nam nè, tại vì hồi nãy giờ diễn quá trời. Quá, hết, để tao chúc nè, xin nha. Bây giờ, hôm nay sinh nhật Tấn Tô, chúc em đừng bao giờ giống nha. Lại gì? Chị nói cái gì vậy? Chị nói cái gì vậy? Bây giờ, mình phải nói tránh nói né nè. Chị tin chạy vào em. Đây, thơ là một bụng. Đó, thi sĩ đó quý vị. Em chúc anh nè. Nam nữ thi sĩ đó, ra tay đi cưng. Hôm nay sinh nhật anh Nô. Cái gì anh Nô? Coi là ác, anh sợ anh luôn. Anh Tô. Coi TikTok nhiều anh quá. Anh Âu gì vậy? Hôm nay sinh nhật anh Tô. Ừ. Chúc cho anh sẽ tiền vô ào ào. Ờ, dễ thương, dễ thương. Em đây. Nói nồng đi má. Em đây có sự ngọt ngào. Không chừng là được rồi đấy. Nếu như anh thích. Thích sao? Nhắn cho chị La Kim Quyền mua 2 hộp sô cô la chị mới nhập về live stream một chiều. Ngon lắm. Ngon. Ủa là cái gì nó vì vậy đó vậy? Thôi được rồi em, hết giờ. Chúc mừng em nha. Rồi, cảm ơn em. Ngày mai quý vị sẽ được gặp lại giao lưu cùng với tiếng hát Tấn Tô cùng với Tấn Đạt quý vị nha. Thế gì vậy Nam? Sao Nam em làm gì vậy? Nam ơi, em lên đây nè Nam ơi, ông xã. Cái nét làm việc Nam rất là dễ thương. Vô lấy ra bịch sữa đi. Uống sữa đi cưng. Về đi em. Về lại. Về đi em. Về với mẹ cha, về với đồng quê. Phải là em kêu nó về đi á. Dạ. Về nãy giờ nó đi xa, nó về. Anh đây nhạc vô lại cho anh. Rồi vô đây. Nãy tới khúc nào rồi? Khúc nào biết luôn rồi. Thôi lại đi. Xô chị đây.
Sojira, Sojira, Sojira. Bye.